Hello cả nhà, trời đã bắt đầu vào hè mang theo những cái nắng oi ả. Thời tiết này chỉ muốn ăn một cái gì đó thật mát, thơm và thật ngọt ngào. Các bạn có nghĩ ra món gì không? Còn Nga, Nga đã nghĩ ngay tới món kem. Và ngày hôm nay, Nga sẽ review cho mọi người một loại kem cực kỳ hot. Đó chính là kem 35. Thường loại kem mà mọi người hay thấy có logo vỏ hình vuông, nền hồng, chữ màu đỏ và có hai hình elip màu ghi và trắng lồng vào nhau. Còn kem 35 không chính hãng thì không có logo như vậy. Mọi người chú ý logo kem 35 để tránh mua phải kem 35 không chính hãng mọi người nhé. Nhà kem 35 vừa cho ra mắt một loại kem mới, đó là kem sô-cô-la hạnh nhân sầu riêng. Mặc dù Nga không ăn được sầu riêng, nhưng hôm nay Nga sẽ thử ăn kem mới có vị sầu riêng của nhà kem 35 xem như thế nào mọi người nhé. Cảm nhận đầu tiên của Nga là lớp sô-cô-la rất dày và giòn, hạnh nhân thơm, còn sầu riêng thì wow, khác hẳn những gì mà Nga đã tưởng tượng. Vị sầu riêng thơm nhẹ, ngọt vừa, không bị quá ngậy. Thế là cuối cùng Nga cũng đã ăn được kem sầu riêng, một sự kết hợp cực kỳ hoàn hảo của bộ ba sô-cô-la hạnh nhân sầu riêng của nhà kem 35. Nga đã thử và cực kỳ thích, còn mọi người thì sao? Hãy thử và review lại cho Nga nhé! Cảm ơn cả nhà đã xem video của Nga và hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Nga và hẹn mọi người trong những video tiếp theo.